đây là trước đây cho nghỉ mệt trước rồi. Nghỉ mệt trước rồi. Nó nói chuyện với ông dữ cái gì? Hả? Nói chuyện dễ thương chết nó không vậy? Trời ơi. Có gì hả? Rồi video chỗ anh. Anh kêu em qua làm gì? Chơi. Vậy anh kêu em qua chơi, xong anh mời anh chơi điện thoại. Anh chơi, à. Anh chơi cái gì? Em nói em nghĩ em mệt rồi. Ờ đúng rồi, cho nghỉ mệt tí đi. Ừ. Chứ anh thấy giờ anh thấy bữa em đem theo là anh mệt rồi. Có đâu, nãy gấp đi vô đâu có bẻ đâu. Đó, có à. Hả? Bữa này chị không nói rồi đó. Đâu? Trời ơi, làm như chưa từng ăn vậy á. Mà ăn rồi mới biết ngon mới thèm chứ không ăn sao biết ngon mà thèm. Phải không? Ừ. Để cũng thôi. Vậy cũng nói nữa hả? Ta ăn rồi mới biết rồi, ăn tới khúc đó nó ngọt rồi, ăn tới khúc nào nó chua, chỗ nào nó ngọt, chỗ nào nó chua, nó mặn. Ở nhà không có ai hả? Không. Có chứ. Ai? Không mẹ. Nói gì anh? Lụi trái sai quá hả? Cái gì? Đu đu đổ. Nãy anh nghe cái gì đu đu vậy? Trời ơi, có cái này nữa. Cái này chọt cái đã. Cây này chọt cái đã luôn. Dạ. Coi coi tắm rồi nhưng mà lội đó là đây cái đó nó đổ mồ hôi nữa rồi. Mình để anh vô cởi đồ ra đi anh nói cho. Làm gì? Lao cho. Lao hả? Thôi lao không hồi cũng đổ mồ hôi như vậy à. Thì lát lỗ sao không để từ từ con xử vậy hả? Để về tắm cái nữa. Thôi khỏi. Tắm đây đi em vui. Tắm hồi về đó mà hồi thế. Hồi về thôi làm luôn đi, khỏi tắm. Làm gì? Làm gì này sớm em qua đây em tính làm gì anh? Anh kêu em qua làm gì? Ăn. Ăn gì? Cho gì ăn đó. Em nói em đem gì qua cho anh ăn đó. Bưởi. Mũi chích nè. Dễ thương quá em. Diễn viên đâu dễ thương ghê. Kêu em qua làm gì cho em ăn đó. Làm kem anh làm rồi. Đi chuối anh cũng làm rồi. Cà lem. Thôi mẹ nhãn đừng ăn cà lem đau bụng. Chuối. Chuối ăn được. Không có đốn vô sẵn hả? Không có sẵn hả? Chú anh ăn rồi nút nút rồi bỏ xương lại không có nút hết một cái. Mày có mũi chích nè. Mũi đâu chích kỳ. Chích không chung chỗ. Mũi của anh nuôi gà là chích là cái là phê nó không có đau vậy đâu. Không có nổi mạnh gì nữa. Chích cho nó chảy nước thôi. Để nói chuyện.
nước chịu đi, muốn chảy chảy nước miếng. Dính. Có nghe chưa? Giờ mới nghe nè. Cho anh coi này nè. Coi gì, coi gì? Ủa, coi điện thoại hả? Đụng dưới tự nó coi gì. Hồi nãy em đi dọc đường em thấy cái này em quay lại cho anh coi. Sao đẹp mà em anh với coi em hơn em đẹp mấy lần đó. Quay được cái chút xíu ha, hết rồi. Thích không? Ngon không? Quay lúc nào? Quay lúc tắm hả? Chút nữa đi. Cây đó kiều kiều đó. Nó kiều. Mình ngoài lộn ta đi vui nha. Giãn cách sao, sao người ta đi nhoi đó. Ai đi đâu? Đó. Giờ kiếm người đi không có nữa. Ủa ta ở trong nhà người ta, người ta đi vòng vòng. Ta đông ta vui. Nên ta đi vào trong nhà người ta mà, trong sân nhà của người ta mà. Mình biết đâu nhà đông thấy đi tính đâu. Em tắt à, nghĩ coi em tắt à. Tắt đi. Giờ lụm nè. Lụm gì? Anh nãy em nói em muốn anh tới ngày cái miệng của anh lụm nãy giờ ngồi bấm điện thoại hoài sao không lụm liền đi. Sao em nói mệt bây giờ? Hết mệt chưa? Hết rồi. Dạ. Vô đây nè. Nó anh có con đòi lý tưởng lắm mà. Lỡ bấm hay bấm vậy rồi đi. Nghĩ rồi. Quan trọng anh bấm em với điện thoại. Bấm quan trọng đi. Bấm em hả? Em sao? Bấm mày bạn ngay nút nó chạy tùm lum nè. Thế. Bấm mày.